Chào các bạn, mình là Hùng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thể hiện tổng mặt bằng trong đồ án kiến trúc. Trong đồ án kiến trúc như các ông, tôi thấy các ông là thường các ông không quan tâm và các ông không biết cách vẽ. Thì hôm nay ở góc độ là tôi sẽ dạy các bạn thể hiện tổng mặt bằng trong một đồ án kiến trúc, và đặc biệt là đồ án kiến trúc vẽ tay không? K1234. Đó, thì tổng mặt bằng là gì nhá? Thì mọi người tưởng tượng ấy, chúng ta một ngày được làm thượng đế ấy, nhìn từ trên rời xuống ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ vuông góc với mặt đất, thì như vậy người ta gọi là tổng mặt bằng, tức là mọi người sẽ nhìn thấy mái và tất cả những thứ từ trên xuống, đúng không ạ? Đó, tôi sẽ có một ví dụ như sau. Giả sử vẫn có một cái hình như này, đó, khi nhìn thế này ạ, thì các bạn hình dung là gì ạ? Là bạn hình dung là chúng ta có một cái ngôi nhà trong phối cảnh sẽ như này. Đây tôi sẽ phải miêu tả như này vì là có nhiều bạn mới học kiến trúc hoặc là mới nhìn hình thì sẽ không hiểu được. Đó, đấy, đúng không ạ? Cái phần đây là một cái mái nhà, các bạn nhìn từ trên xuống nó trông như này, đúng không ạ? Đó, thế thì thể hiện tổng mặt bằng như này nó sinh động ạ. Thế thì ví dụ tôi có một khu đất như này. Đó, đấy. Thì thường đối với các bạn làm đồ án ấy, các bạn chỉ quan tâm là biết vẽ cho, giả sử bên này có một cái ngã tư chẳng hạn như này chẳng hạn, đó, biết vẽ cái bốn cái đường xung quanh, đấy, xong các bạn đặt một phát ngôi nhà vào, ví dụ đây là ngôi nhà chẳng hạn, đương nhiên ngôi nhà này phải đúng tỷ lệ, khái niệm tỷ lệ tôi sẽ đề cập trong cái bài khác, đấy, các bạn vẽ ra như này, và sau đó các bạn rất là ngây ngô, các bạn vẽ những cái cây trước này vào một cách lung tung như này. Đó, xong rồi các bạn là lịch sự thì bạn cứ thích thêm đây là lối vào, hết. Đó, thế thì với cái tổng mặt bằng này là không ổn. Đó, chúng ta cần đề cập những nội dung gì trong tổng mặt bằng nhá. Một, thể hiện đủ cho tôi các cái khối lượng. Ví dụ, đây chú thích là số 1 công trình này. Giả sử phần này các bạn sẽ phải chia chức năng ra, chỗ này là cái sân chẳng hạn, 2. Chỗ này các bạn chia là chỗ phần này là sao, là phần sân sau chỗ nhà chẳng hạn là 3 chẳng hạn. Và phần số 4 này giả sử là vườn rau chẳng hạn. Đó. Đó, thì đương nhiên mọi người sẽ phải diễn họa những cái chức năng cho mày nhé, chứ không chỉ đơn thuần. Đấy, một là bạn phải liệt kê chức năng, một là gì, hai là gì, ba là gì, bốn là gì này. Đó. Cái số 2 mọi người thể hiện trong tổng mặt bằng là mọi người phải thể hiện cái bóng đổ. Bóng đổ. Bóng đổ tức là gì? Tức là nhìn từ trên xuống nó sẽ đổ bóng. Thế mình sẽ thể hiện bóng đổ như nào mọi người nhớ cho tôi nhé. Luôn luôn bản đồ hướng bắc ở trên này. Đó, và chúng ta thường sẽ thể hiện bóng đổ như mặt trời ở phía đằng tây. Đấy, soi sang như này. Đó, thế thì với bóng đổ như này mới thấy là bóng đổ của công trình này sẽ đổ kiểu như này chẳng hạn. Đó, đúng chưa ạ? Đây, tôi sẽ thể hiện bóng đổ. Thì nhờ cái bóng đổ này mà chúng ta phân biệt được là công trình cao thấp hay là cái cây cao hay là cái cây thấp, đúng không ạ? Đó, thì ví dụ nhá, tôi có một cái cây ở đây, hình tròn như này, nhìn từ trên xuống đúng không ạ? Một cái cây như này to dưới này. Thì nếu các bạn thể hiện cái cây này bóng đổ như này, tức là hình dáng của nó làm sao ạ? Nó sẽ giống cây thông. Như này chẳng hạn. Thì khi đổ bóng xuống đất nó sẽ đổ như này đúng không ạ? Đó, hai phần bóng đổ. Thì tương tự với những cái hạng mục khác. Đó. Thế thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một cái tổng mặt bằng hoàn chỉnh nhé. Ví dụ tôi có một khối đất như sau, một công trình như sau. Công trình này thực ra tôi cũng chỉ vẽ bìa thôi. Một công trình như này, đấy, mình sẽ xử lý như nào? Thế thì với một công trình như này ấy, thì mình cứ coi như là một kiến trúc sư cảnh quan. Thì đầu tiên mình phải ước lượng được cái tỷ lệ của cái phần công trình của mình đang vẽ là bao nhiêu. Giả sử công trình này tôi đang vẽ là 6m nhân với cả 10m chẳng hạn. Đó, đó. Thì mọi người đầu tiên mọi người để ý cái phần bóng nhá, khi bóng nó đổ này. Đó, mọi người sẽ chọn này, ví dụ là sử ánh sáng này sáng này. Thì bên này tối thì mọi người sửa thì cái mái này tối. Cái nét gạch này cố gắng gạch thưa để làm sao mình thể hiện giống như cái mái ngói ấy. Phần đằng trước này mình không thể hiện ngay, mình kéo ngang. Đó, tương tự phần bên này thì có ánh sáng đúng không ạ? Phần này sẽ giống phần bên này. Đó, và cái này là sẽ có một lớp đổ bóng chéo như này. Tại sao như này thì các bạn chỉ có quan sát. Đó, đúng không ạ? Đó, đổ bóng chéo như này. Rồi, tôi sẽ lấy bóng đổ về sau nữa. Đấy, như này chẳng hạn. Đó. Bây giờ giả sử sẽ bị ăn trước này, một phần bùn cây chẳng hạn như này chẳng hạn. Hai bên này, phần đằng trước là phần cái sân này.
Đó, bên này có lối đi này. Đó, bên này là cái nhà này nó mọc trong cái địa hình, bên này là có núi cao, còn cái đắp cái đồi địa hình nó cao một chút này. Đó, phần đằng này có thể là phần tường cây này. Đó, và tôi sẽ vẽ một cái cổng thẳng nhà luôn, tường cây. Tôi sẽ có bài đề cập để chuyên nói về cái việc chuyên vẽ cây mặt bằng này. Thì trong cái bài này ấy, thì mọi người sẽ phải cố gắng xử lý thêm cho tôi các cái vật đặc thù khác, cơ sở phần này có phần theo là phần chân sau chẳng hạn, nó ra như này này. Đó, đằng sau này các bạn có phần hàng rào cây chẳng hạn để ngăn cách ngôi nhà với cả không gian ngôi nhà và không gian bên ngoài, hay là cây lớn chẳng hạn. Đó, ngoài này có thể là có cái phần dàn mướp, dàn hoa. Đấy. Đó, đúng không ạ? Thì bên này nó sẽ thể hiện tiếp các hạng mục khác, ví dụ đây là cầu ao này. Đấy. Đó, thế thì các cái lối vào là mình thể hiện các chức năng khác, các phần hạng mục cây. Những cái cây nhỏ hơn như cây cau này, hay cây dừa, mọi người thể hiện như này. Mọi người sẽ vẽ cái phần ở trên vẽ trước, tức là những cái cây ở trên thì sẽ vẽ trước, ở dưới phần nền pattern thì mình sẽ vẽ sau. Đó, bên này sử tôi bịa một cái đường cầu trượt xuống chẳng hạn. Đó, phần này lại có những phần cây, có rất nhiều cách thể hiện cây ấy. Thì thường mọi người có thể vẽ thẳng như này. Đấy, tôi sẽ thể hiện cây nha. Đó, các bạn, mình có một cái bố cục như này. Đấy, cái phần đằng sau này tương tự các cái phần hoa để xử lý luôn. Thì mọi người chú ý, mình đi từ trên xuống dưới, tức là mình nhìn thấy cái gì trước thì mình vẽ trước. Tức là ở trên cao nhìn xuống thì đương nhiên mình nhìn thấy cái ngọn cây này trước, đúng không ạ? Đấy, thì dưới đây là cái phần sân. Đấy, phần sân thì các bạn sẽ phải xử lý cái phần số 2, tức là sau khi trong phần cây sơ bộ mọi người xử lý phần sân là phần pattern, thì mình sẽ cái sân này tôi lắp gạch vuông này chẳng hạn, thì mình phải xử lý cái pattern này. Thì để cho nó rõ ràng ấy, thì mình sẽ mọi thứ nó chạm vừa tới với nhau thôi, chứ không đè vào nhau. Đó, mọi người thấy nét hơi lúc chỗ đi cũng được, mà tôi hay vẽ nét liền. Đấy, đúng không ạ? Để mình xử lý cái phần này. Đấy. Thì mọi người chú ý nhé, khi mà mình lấy được cái tỷ lệ 6 mét với 10 mét ban đầu của nhà để làm gì, 6 mét với 10 mét là để cho mọi người vẽ các cái vật thể khác, tức là phần cái cây này, trong thực tế này nó không bị to quá. Đấy. Vì nếu vẽ cái cây to quá thì mình sẽ cảm giác ngôi nhà sẽ bị bé đi, và điều ngược lại nếu có vẽ cái cây bé quá thì mình sẽ cảm giác ngôi nhà nó bị quá to, cho nên cái phần tỷ lệ của các cái hạng mục tương đương là rất là quan trọng. Đấy, thì ngoài này tôi tiếp tục tôi vẽ các cái phần cảnh quan của cái ao, của cái hồ này. Hồ này có cái bơi, có cái chòi ra như này chẳng hạn. Đó, thì tôi sẽ trong này mọi người thấy tôi diễn họa khá đơn giản, tôi chỉ vẽ ba loại cây thôi, bởi vì mình không cần quá cái phức tạp. Mình thể hiện làm sao để thể hiện được cái ý kiến trúc, vì quan điểm của tôi là tôi thể hiện kiến trúc chứ tôi không làm mọi thứ nó quá mất thời gian, bật cái ý tưởng của tôi thôi. Đấy. Thế thì cái phần này các bạn có thể miêu tả phần nước chẳng hạn. Các cái phần pattern gạch lát mosaic ở dưới bể bơi. Đúng không ạ? Đó. Đó. Thế thì sau khi xong, các bạn sử dụng tiếp một cái bút. Đây, đằng sau này tôi sẽ dùng dùng một cái pattern khác nữa. Ngoài đằng sau này tôi có toàn bộ giờ này tôi có cái lối đi sau nhà này chẳng hạn, hình tổ ong như này. Đấy. Đó, thì các cái phần này tôi có thể là một cái phần sân tôi lát đá, thì mọi người sẽ phải học cái phần pattern này, pattern để thể hiện các cái vật liệu khác nhau này trong mặt bằng này. Mình sẽ có cái bài trong cái bài phần phụ, mọi người đón xem cái chủ đề phần phụ. Đấy. Đấy. Rồi,
Sau khi xong sơ bộ như vậy thì mình đến bước cuối cùng là mình sẽ xử lý cái phần bóng đổ. Đây. Bóng đổ sẽ đẩy toàn bộ phần công trình này trở nên nó sẽ nổi bật hơn rất nhiều. Toàn bộ phần cây đều có bóng đổ các bạn nhé. Đấy. Rất nhanh và hiệu quả. Đấy, người sẽ thấy là khi mình xử lý bóng đổ này ấy, thì nhìn các khối công trình sẽ nổi lên rất nhiều. Đây tôi thì gần trùng phát là tôi được xử lý bóng đổ cái tôi tô đen này. Mình vừa vẽ ở cái level nó đơn giản, đảm bảo là bạn nào xem một lượt bắt chước cũng rất được ngay lập tức, không phải quá lo sợ vì là nhiều cái video vẽ khủng khiếp quá là các bạn nhìn các bạn sẽ nản. Mình chỉ tập trung vào sự hiệu quả thôi nhé. Thì đây là tôi sử dụng hai màu bút. Đấy. Tôi đẩy tiếp cho mặt công trình của tôi nó nổi lên. Đó. Đấy. Tiếp tục. Mình có thể kết hợp các cái phần chấm để thể hiện nền cỏ. Đây, cái phần này là các bạn thể hiện là cỏ. Đây là một dạng pattern. Đấy. Tôi vừa nhìn lên máy quay sẵn dậy từ nãy giờ không có tí video nào. Đó. Đấy, sơ bộ là bạn đã thể hiện được một cái công trình. Thế thì tiếp tục để cho nó trở nên sinh động hơn ấy, thì chúng ta được chủ tịch các hạng mục, ví dụ một này là cái gì này, hai là cái gì này, ba là cái gì này, thế lối vào vừa này, ba là cái sân này chẳng hạn, bốn là gì này, năm là gì này, đó là sáu. Đó, ví dụ vậy. Chấm này tăng cái mật độ của cái nét nó gần cái phần công trình chính của mình. Đấy. Các cái phần cây này các bạn có thể liên hoạn thêm được. Sinh động, ịp xuyên. Thank you.
là các bạn được một cái tổng mặt bằng. Đấy, sau đó mọi người sẽ phải chú thích bên này. Thì tôi sẽ đấy, mọi người chú thích bên này, mọi người ghi là ví dụ là 1. Ừ, 1 là nhà hàng này. 2 là không gian bể bơi này. 3 này là mặt sân này. Đấy, thứ nhất là dễ dàng cho các bạn xử lý với tổng mặt bằng như này. Chú biết sự với tỷ lệ cây, loại cây. Đấy, như trong này các bạn thấy là những cái cây theo bụi lớn, mình sẽ không vẽ một cách là rườm rà, mình sẽ vẽ thành các cái khóm lớn, chính lớn. Các cái cây bóng đổ, tức là các cây lá rộng hay là lấy bóng, thì mình sẽ vẽ theo tập trung 3 cây lớn chẳng hạn. Đó, theo khóm 1, đúng không ạ? Các cái cây phân tán dẫn tuyến, ví dụ như cái cây dừa đây, hay là cái cây cao bằng trước này, đó, những cái phần bắt từng dưới còn lại này, phần sân này, phần cỏ này, đấy, các cái phần không gian sau vườn chẳng hạn, nó khá đơn giản thôi, đúng không ạ? Mình cũng không cần phải làm một cái quá phức tạp gì cả. Đó, như vậy là mình đã thể hiện được sơ bộ xong một cái tổng mặt bằng như vậy, đúng không ạ? Thì cũng bao gồm này, công trình chính, bóng đổ, vật liệu, các lớp, cách trồng cây, loại cây, tỷ lệ của cây so với công trình, và cuối cùng là xử lý các cái lớp vật liệu, màu sắc. Đặc biệt quan tâm bóng đổ là mình luôn để đổ bóng từ trái sang phải theo nắng hướng tây, được chưa? Đó, ngoài ra các bạn thì chú thích thêm các cái chữ lối vào hoặc là phân tích về cách tiếp cận cho cái công trình này. Ví dụ hai thứ đây, cái tiếp cận công trình này là có thể lót trong cái lớp nó nhạt nhạt theo này, tăng cái hiệu quả và việc thể hiện cái cỏ, đúng không ạ? Đó, nhạt nhạt cái nhá, tức là mình mới vẽ nên mình vẽ ít màu đấy, nó cùng tông đấy. Đây, và tôi sẽ thử hiện một cái lớp nữa, nó phân tích chẳng hạn như là theo kiểu là đây, theo mọi người thì đây là tiếp cận chẳng hạn. Đấy, ví dụ đường này tên là gì mọi người có thể ghi, là bên này là gì mọi người có thể ghi vào. Đó, một vài công trình đang đối chẳng hạn thì mọi người, hoặc là cái này ví dụ cái trường hợp này mình vẽ khá đối xứng chẳng hạn, mình có thể dùng cái trục này. Đấy, trục không gian, trục cảnh quan chính, đúng không ạ? Chú thích các hạng mục khác. Đó, như vậy là tôi vừa hướng dẫn mọi người thể hiện xong cái tổng mặt bằng. Đấy, chúc các bạn thể hiện tốt trong cái đồ án sắp tới. Xin cảm ơn.